Bây giờ mở ra. Cái chip có cái ngôi nhà ghép thông minh. Tôi cầm cho bà. Đúng giờ đấy, ngôi nhà lắp ghép thông minh cho em bé. Nặng ghê. Nặng ghê á. Bây giờ. Bây giờ ba với con. Gách bây giờ là khỏi chơi luôn đó, cái này nó bằng giấy đó nha. Nha, ba nói cái này nó bằng giấy đó. Đây là cái chuồng chó, cũng lộn. Không phải đó, cái cửa. Cái cửa chứ phải chuồng chó. Không phải thôi, ba nói lộn rồi. Hôm nay cũng quá trời quá trời luôn. Có gì đó nó đúng rồi đó. Cái này tháo cho anh, cô xuống nhìn qua nhìn lại rồi. Cái miếng này. Yeah.
Những tấm còn lại trái tim, tấm mây, tấm sao.
số. Cũng là được phá ra tiêu rồi. Ba nhát cuộc đời. Không còn cái nhà nữa. Không còn cái nhà nữa. Mày là mới đó. Mày là rất luôn á. Ba nhát cuộc cha. Ba nhát cha tiêu cuộc đời. Hết. Không khỏi khổ làm nhà luôn. Không tiêu. Thank you.
Rồi bây giờ ba sẽ gắn một cái đèn cho con với trong cái nhạc. Rồi ba sẽ xoay cái nhạc nha. Rồi mình sẽ xoay cái nhạc lại như cái được. Rồi con cầm cái đèn. Đi vô nhà thôi. Không có nhạc của con đâu. Đẹp quá ha. Mở cái cửa mở ra hả? Đâu rồi? Rồi nó đây nè mẹ ơi. Cái cửa sổ gì vậy? Đụng gì tụi cười? À, đụng chứ. Đúng rồi, con mấy con. Rồi, còn cái đây nó mình không có hết rồi. Rồi, vậy là xong. Ngôi nhà của Chip đã xong rồi. Chip ra đứng cạnh ngôi nhà của mình coi. Yeah, chính mày. Bà chủ ơi, chủ nhà ơi, hello. Rồi xong rồi. Chào tạm biệt mọi người, mình là Hoàng. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều video clip về du lịch, ăn uống và review của mình mỗi tuần nha.